Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau. Nhiều hoạt động phong phú tại lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022. Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng thi công các công trình đào đường từ 25 tháng 1 đến 8 tháng 2. Làng Mai Thủ Đức, thủ phủ Mai Vàng tất bật vào vụ Tết. Kịp thời khắc phục sự cố tàu có nguy cơ bị chìm ở Cù Lao Chàm. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022 đã chính thức khai mạc. Hoạt động đem không khí vui xuân mở đầu cho các hoạt động chào đón năm mới sẽ diễn ra trên khắp thành phố. Nét hân hoan rạng rỡ trên gương mặt khách tham quan, họ cùng hòa mình vào không gian lung linh của lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022 tại nhà văn hóa Thành Biên. Em hy vọng là dịch, tình hình dịch nó sẽ giảm xuống, mọi người sẽ được về quê hương để có thể đoàn tụ với gia đình. Lễ hội Tết Việt còn có nhiều chương trình giao lưu, chúc Tết, gói bánh tét, bánh chưng, tặng quà tới các hộ nghèo, sinh viên, công nhân xa quê và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do Covid-19. Lễ hội Tết Việt 2022 kéo dài đến ngày 31 tháng 1, tức 29 tháng Chạp âm lịch. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, kinh doanh, vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị tạm ngưng thi công các công trình đào đường trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2. Theo đó, chủ đầu tư các công trình thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh công trường, tái lập toàn bộ đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng trong 5 ngày từ 20 tháng 1 đến 25 tháng 1. Những công trình có kế hoạch tổ chức thi công tồn tại rào chắn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần phải được bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố tàu hàng bị thủng đáy có nguy cơ bị chìm và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu. Vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 1 khi tàu Việt Phú 16 đang trong hành trình từ Hải Phòng đi Chu Lai. Khi cách hòn tai Cù Lao Chàm khoảng 200m về hướng Tây thì tàu xảy ra sự cố trên. Nhận được thông tin, đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã điều cano cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp cận tàu và hướng dẫn di chuyển để khắc phục sự cố. Tàu Việt Phú 16 khi gặp nạn đang có 10 thuyền viên, trên tàu chở gần 2.330 tấn xi măng. Hiện tàu còn 5.000 lít dầu nên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều các cán bộ chiến sĩ và hai tàu của Hải đội 2 cùng với đồn biên phòng Cù Lao Chàm hỗ trợ tàu bị nạn và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chứ mà ngày Tết không chỉ là một mong ước, một năm may mắn, an lành, mà đây còn là thú vui tao nhã của nhiều người dịp Tết cổ truyền. Những ngày này, các nhà vườn ở làng Mai Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tất bật ngày đêm để kịp cung cấp cho các thị trường hoa Tết. Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay không thuận lợi do mưa và nhiệt độ thất thường. Thời điểm này cũng là giai đoạn quan trọng nhất để đạt được những cây mai chất lượng. Do vậy, các chủ vườn đang tập trung chăm sóc để cây có nhiều nụ và trổ hoa đúng vào dịp Tết. Thì theo thời tiết thì tháng 10, 11 thì có nhiều cái đám mưa. Thì khắc phục là mình sẽ vô phân gốc và dùng một ít kích thích để cho tăng trưởng cái cây nó phát triển cái rễ mạnh hơn để nó kịp vào cái mùa xuân. Theo nhận định, sức tiêu thụ hoa năm nay sẽ hạn chế hơn so với các năm trước. Dù vậy, các nhà vườn vẫn chủ động sáng tạo cho ra đời những thành phẩm chất lượng. Miền Bắc là chuyên làm cái chậu, riêng của tôi thì tôi sẽ đầu tư về cái khai. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, thứ hai là nó độc lạ. Nên khi mình đưa ra một cái thị trường ở miền Bắc, cái lạ hơn thì mình không có đụng hàng. Cho nên là cái sản phẩm tôi đưa ra thì thị trường cũng được ưa chuộng. Các chủ vườn đều hy vọng hoa nở đúng dịp, giá tốt, mang lại nguồn thu xứng đáng cho một năm lao động vất vả. Nhiều vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang cận kề ngày thu hoạch bán Tết. Nhiều diện tích trồng quýt hồng đã lên màu rất đẹp và đạt độ đường nhất định. Vì vậy, nhiều nhà vườn bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Hiện tại là cái lượng khách tham quan ngày thường là rơi vào tầm khoảng 50-60 khách. Còn những cái ngày lễ hay là cuối tuần thì rơi khoảng 200-300 khách. Mùa quýt đã vào mùa chín rất là rộ, là màu vàng cam rất là đẹp luôn. Những cây quýt đây rất là sai chịu quả nên là chụp hình lên rất là xinh. Nên là tụi em có những cái trải nghiệm đẹp ở đây.
huyện Lai Vung có 6 điểm tham quan vườn quýt hồng ở các xã Long Hậu, Tân Thành và Hòa Thành với tổng diện tích hơn 6 hecta. Mỗi vé vào cổng có giá 50.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em. Lai Vung được mệnh danh là xứ sở quýt hồng bởi vào thời Hoàng Kim, nơi đây có hơn 1.000 hecta quýt hồng. Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh vàng lá, thối rễ gây hại làm giảm diện tích trồng quýt hồng. Hiện toàn huyện Lai Vung còn trên 300 hecta canh tác quýt hồng. Trong phần sau, bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế cướp cổ lái xe taxi cướp tài sản. Bắt tạm giam đối tượng thuê nhiều xe ô tô làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố. Ngày 16 tháng 1, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế cướp cổ lái xe taxi để cướp tài sản. Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Trường, sinh năm 1991, trú tại Thanh Hóa, đối tượng gây ra vụ cướp tài sản manh động trên. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 1, tài xế taxi dừng xe gần một khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn thì được một nam thanh niên yêu cầu chở đến một địa điểm chưa xác định. Khi đến đoạn đường vắng, Trường dùng dao cướp cổ lái xe để cướp 500.000 đồng rồi tẩu thoát. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận dùng số tiền cướp được đi mua ma túy sử dụng. Cùng ngày, tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũng xảy ra một vụ cướp. Đối tượng là Đỗ Ngọc Tú, sinh năm 1991. Tú xông vào nhà dân, dùng dao bầu đe dọa chủ nhà, cướp đi một điện thoại và một thẻ ngân hàng rồi tẩu thoát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Sáng qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển cho Công an quận Liên Chiểu các nghi can chuyên hẹn người bán điện thoại đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản, để củng cố hồ sơ khởi tố tội cướp tài sản. Các nghi can này là Lê Ngọc Nên, 27 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi và Trần Văn Hiền, 18 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 9 tháng 1, anh V, trú thành phố Đà Nẵng, sau khi rao bán một điện thoại iPhone trên mạng với giá 20 triệu đồng, thì được một nam thanh niên hẹn đến Vịnh Đà Nẵng để xem và mua. Khi nạn nhân đến khu vực trên, thì Nên và Hiền tiếp tục vụ di chuyển đến khu vực vắng vẻ, rồi dùng gạch tấn công, rồi cướp điện thoại. Vụ việc được trình báo Công an quận Liên Chiểu. Do Nên và Hiền đều đeo khẩu trang, tháo biển số xe máy, nên công tác truy xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 1, lực lượng chức năng bắt quả tang bọn chúng chuẩn bị gây ra vụ cướp tài sản khác với thủ đoạn tương tự. Hiện lực lượng công an xác định làm rõ được hai vụ cướp do hai nghi phạm này gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa khởi tố bắt tạm giam Lê Văn Đô, 37 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 11 năm 2021, Đô ký hợp đồng thuê xe ô tô của anh Hát, trú tại thị xã Phú Mỹ, rồi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên mình, rồi đem xe đi cầm. Khi hết hạn hợp đồng thuê xe, anh Hát nhiều lần liên hệ, nhưng Đô không giao lại xe. Nghi ngờ Đô đã chiếm đoạt tài sản của mình, anh Hát đến cơ quan công an trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành thu hồi chiếc xe nói trên vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Với thủ đoạn tương tự, Lê Văn Đô cũng lừa ông Nguyễn Văn Đờ, 72 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ. Tại cơ quan công an, bước đầu Đô thừa nhận hành vi phạm tội như trên, đồng thời khai rằng mình đã lừa đảo nhiều nạn nhân khác bằng thủ đoạn trên. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ để phối hợp giải quyết. Theo phản ánh của nhiều hộ sản xuất kinh doanh hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc, khoảng một tháng gần đây, nhiều mặt hàng hoa kiểng, xe vận chuyển hoa kiểng bị mất trộm, giá trị tài sản bị mất từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng khiến nhiều người lo lắng. Cơ sở kinh doanh hoa kiểng Hà Tiên ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc bị trộm hai chậu tắc kiểng trị giá khoảng trên 400.000 đồng. Bây giờ mà để ở ngoài như vậy là chị thấy cũng không được an toàn cho lắm, mặc dù nhà chị là cũng có camera quan sát. Đó. Nhưng mà bây giờ tốt hơn là nếu mà cây nào quý giá thì mình nên đem vào nhà. Cơ sở hoa kiểng Hiền Thủy cũng ở phường Tân Quy Đông thì bị trộm lấy mất hai chiếc xe kéo hoa kiểng trị giá 9 triệu đồng. Nó nảy vô đây hai chiếc nó đậu đây, sáng rồi mất tiền, mất coi camera lại là mới biết mất hai chiếc luôn. Cũng khuyến cáo bà con rồi những cái cây mà giá trị mà cao thì cô bác nên để sát trong nhà, có hàng rào hàng chắn lại cho nó chắc hút. Mọi người cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản, không chủ quan,
bởi tài sản bị mất dù lớn hay nhỏ thì đều gây hoang mang tâm lý cho người dân. Chiều tối qua, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe máy tự gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ lưu thông hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn dốc Ta Bế, xã Tiến Hưng, lái xe bất ngờ loạn choạng té ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ. Ngày 16 tháng 1, Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. Theo Bộ Y tế Thái Lan, trường hợp tử vong là một nữ bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, 86 tuổi, nằm liệt giường ở tỉnh Songkla, miền Nam Thái Lan. Bộ này cho hay trường hợp tử vong này đã nằm trong dữ liệu do nước này đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm biến thể Omicron. Mặc dù vậy, quốc gia này vẫn không áp dụng thêm các biện pháp ngăn chặn. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận hơn 8.000 ca mắc COVID-19 mới và 9 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lần lượt lên hơn 2,3 triệu và gần 22.000 kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Trong khi đó, khoảng 66% dân số Thái Lan đã tiêm đủ 2 mũi và 14,9% được tiêm mũi tăng cường. Chủ nhật 16 tháng 1, Chính phủ Áo thông báo một kế hoạch sửa đổi về những quy định nghiêm ngặt liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bản kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao. Thủ tướng Áo Kanehammer cho biết, kế hoạch sẽ gồm 3 giai đoạn bắt đầu từ tháng 2 và sẽ áp dụng cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Nhà chức trách sẽ gửi thư đến từng gia đình để nhắc nhở và từ giữa tháng 3, cảnh sát sẽ bắt đầu kiểm tra đột xuất về tình trạng tiêm vaccine. Nếu không đưa ra bằng chứng đã tiêm chủng, người dân có thể bị phạt tối đa 600 euro. Giai đoạn 2 gửi thư nhắc nhở cho những người chưa tiêm. Và nếu đến lúc đó tỷ lệ vẫn chưa cải thiện rõ rệt, thì bước đến giai đoạn 3. Những người chưa tiêm chủng sẽ được gửi giấy gọi đi tiêm tận nhà. Ai không đi sẽ bị phạt đến 3.600 euro. Đây là một mô hình được thiết kế để chính phủ, Bộ Y tế và cơ quan phối hợp tình trạng khẩn cấp có thể đánh giá chính xác tiến độ tiêm chủng của quốc gia. Tính đến Chủ nhật này, khoảng 71,6% dân số Áo đã tiêm đủ mũi cơ bản. Chính phủ dự định sẽ đưa bản kế hoạch này ra trước Quốc hội vào thứ Năm tới đây để bỏ phiếu thông qua. Thuyền gỗ từ lâu đời đã là phương tiện gắn liền với đời sống người dân Bắc Âu. Vì UNESCO mới đây công nhận phương tiện này là di sản văn hóa phi vật thể, đã giúp vực lên hy vọng duy trì nghề đóng tàu gỗ trong bối cảnh số lượng thợ ngày càng giảm. Gần 2.000 năm qua, người Bắc Âu đã đóng các con thuyền gỗ bằng kỹ thuật truyền thống thô sơ. Ở thời kỳ đầu đồng, những chiếc thuyền này thường được dùng để đánh cá và chuyên chở hàng hóa, con người và đạt đến đỉnh cao trong thời Viking. Ngày nay, chúng chỉ còn được sử dụng chủ yếu ở những lễ hội và các sự kiện thể thao. Bảo tàng tàu Viking ở thành phố Roskilde, Đan Mạch đang lưu giữ 5 con thuyền được đóng từ thế kỷ 11. Không chỉ trưng bày, đây còn là nơi đóng và sửa chữa các con tàu được đóng theo kỹ thuật truyền thống này. Những con tàu này cực kỳ nhẹ và linh hoạt. Đó là điểm mạnh của kỹ thuật đóng tàu clinker. Theo cách này, thợ mộc sẽ chẻ gỗ thay vì cưa chúng, giúp gỗ đàn hồi hơn. Các tấm ván sau đó sẽ được khâu hoặc tán chồng lên nhau, tạo độ chắc chắn cao. Hiện tại, chỉ còn 200 thợ đóng tàu theo phương pháp clinker trên toàn Bắc Âu, và con số này ngày càng giảm dần. Đến tối qua 16 tháng 1, nhà chức trách Mỹ đã dỡ bỏ các cảnh báo sóng thần sau vụ phun trào núi lửa gây sóng thần ở Tonga. Tuy nhiên vẫn khuyến cáo người dân vùng bờ Tây nước Mỹ theo dõi tình hình. Ảnh hưởng từ vụ phun trào ở đảo quốc Tonga nằm ở phía Nam Thái Bình Dương đã được ghi nhận ngay từ Mỹ và Nhật Bản. Hình ảnh cho thấy dòng chảy mạnh ở cảng Santa Cruz, bang California đủ để cuốn trôi thuyền bè. Người quay phim cho biết, những con sóng này tương tự với cảnh tượng ghi nhận được tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa sóng thần Nhật Bản năm 2011, dù Santa Cruz cách Tonga hơn 8.500 km. Nhiều thành phố ven biển của Peru đã bị nước biển dâng lên gây ngập lụt. Tại thị trấn Pisco, miền Nam nước này, nước ngập đến đầu gối người dân. Nhiều phương tiện mắc kẹt trong dòng nước. Tại Nhật Bản, nhà chức trách đã khuyến cáo khoảng 230.000 người dân tại 8 tỉnh đi sơ tán vì nguy cơ sóng thần. Hàng dài xe nối đuôi nhau rời đi, gây ùn tắc nghiêm trọng tại tỉnh Kagoshima. Theo cao ủy của New Zealand tại Tonga, đợt sóng thần đã tác động mạnh đến bờ biển phía bắc của thủ đô Nuku'alofa, khiến tàu thuyền và nhiều tảng đá lớn dạt vào bờ, làm hư hại các công trình gần biển.
Hiện thành phố này vẫn bị bao phủ trong một lớp bụi núi lửa dày đặc. Khoảng 105.000 người dân trên nhiều hòn đảo rải rác bị mất liên lạc hoàn toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.